Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc sáng nay ngày 29 tháng 9. Trước giờ khai mạc, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang đã ghi nhận những ý kiến tâm huyết, gửi gắm kỳ vọng của cán bộ đoàn viên về nhiệm kỳ mới với nhiều sáng tạo, nhiều hoạt động thiết thực của tổ chức công đoàn hướng về đoàn viên và người lao động. Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 9, tại Hội trường tỉnh, với sự tham dự của 330 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 110.000 đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh. Với câu hiệu đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần xây dựng quê hương Bắc Tôn giàu đẹp văn minh. Đại hội đã hoàn thành phiên làm việc đầu tiên. Trong phiên làm việc thứ nhất vào chiều qua, Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu. Thông qua chương trình quy chế làm việc của Đại hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, đồng thời trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp, dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam, văn kiện Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, văn kiện Đại hội 11 Công đoàn tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023-2028, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã trình bày đề án nhân sự Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028 và thảo luận về số lượng cơ cấu, định hướng nội dung thảo luận và chia tổ thảo luận về các văn kiện đại hội. Đại hội 11 Công đoàn tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh. Đại hội được đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh quan tâm và gửi gắm nhiều kỳ vọng. Bản thân tôi là thứ nhất là tôi là người dân tộc Chăm, cho nên là tôi rất là kỳ vọng ban chấp hành kỳ này có nên có ý kiến hoặc là kiến nghị với đảng và chính phủ về việc là có những chính sách ưu ái cho các anh em công đoàn, đặc biệt là công đoàn người Chăm đang làm việc tại không chia cắt tại các văn ấp, văn khóm. Tại vì hiện tại giờ là các anh chị đó khi mà làm cái đồng lương thì nó không có nhiều, cho nên là thay đổi liên tục, từ đó rất là khó cho cái việc mà quản lý ở cấp cũng như là cấp xã, khóm. Nếu mà mình có cái chính sách ưu đãi hơn thì tôi nghĩ rằng là các anh chị công đoàn viên của mình thì sẽ làm việc yên tâm hơn, làm việc tích cực hơn và tốt hơn. Sáng nay, 29 tháng 9, Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ bước vào phiên làm việc chính thức. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ 5 năm từ năm 2023 đến năm 2028, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 10, bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 11, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những vấn đề liên quan tới tổ chức công đoàn và đoàn viên người lao động. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh tin tưởng Đại hội sẽ đề ra nhiều chương trình thiết thực, những cách làm hay giúp đời sống cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tỉnh nhà ngày càng phát triển, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên vừa tổ chức đêm hội trăng rằm mừng Tết Trung thu cho 210 em thiếu nhi là con của đoàn viên công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố. Trong khuôn khổ chương trình đêm hội, các em thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục múa, hát, văn nghệ đặc sắc sôi động về Tết Trung thu, cung trăng, chú cuội, chị Hằng do các bạn đến từ nhà thiếu nhi An Giang biểu diễn, được tham gia trò chơi có thưởng và các tiết mục quạt náo sân khấu vui nhộn, được thưởng thức các món ăn thơm ngon hấp dẫn do Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên chuẩn bị. Đặc biệt, mỗi em còn được nhận một phần quà trị giá 120.000 đồng, gồm bánh và lồng đèn trung thu để trước cổ đêm trăng cùng gia đình. Tổng kinh phí cho đêm hội trăng rằm trên 30 triệu đồng được trích từ kinh phí công đoàn và vận động các doanh nghiệp đóng góp thêm. Đêm hội trăng rằm nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên nói chung
và các công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đối điền đối với con của đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có một mùa Tết Trung thu vui tươi, trọn vẹn, ấm áp, nghĩa tình. Đoàn Thanh niên Công an thành phố Long Xuyên cũng vừa tổ chức hoạt động Tết Đoàn Viên để trăng rằm mãi sáng trăng, mang 50 phần quà Trung thu đến trao cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mua bán vé số trên địa bàn thành phố Long Xuyên, mỗi phần quà tuy giá trị không lớn, nhưng đó là tình yêu thương, sự sẻ chia của đoàn viên, thanh niên, công an thành phố muốn gửi đến các em thiếu nhi khó khăn, yếu thế, kém may mắn trên địa bàn thành phố Long Xuyên, để các em có được một cái Tết Trung thu đủ đầy, ấm áp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Bùi Ngô Minh Khôi, sinh năm 2000, trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, đơn vị này cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đăng Khoa, sinh năm 1998, trú huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, và Phan Văn Đức, sinh năm 1996, trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cùng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo kết quả điều tra, cuối tháng 5 năm 2022, trường đại học An Giang phát hiện 5 chứng chỉ tin học ngoại ngữ và một bằng đại học do sinh viên nộp để nhận bằng tốt nghiệp có dấu hiệu làm giả, nên trình báo cơ quan công an. Qua giám định, số chứng chỉ và bằng đại học trên là giả. Sau khi khởi tố vụ án, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lực lượng điều tra công an thành phố Long Xuyên tiếp tục thu giữ 46 chứng chỉ ngoại ngữ và tin học có dấu hiệu làm giả. Quá trình điều tra xác nhận các văn bằng chứng chỉ trên do Lê Đăng Khoa thu nhận thông tin của các sinh viên có nhu cầu làm giả văn bằng chứng chỉ rồi gửi thông tin cho Phan Văn Đức để Đức nhờ một đối tượng khác chưa rõ nhân thân lai lịch làm giả. Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục phát hiện Bùi Ngô Minh Khôi đã thu nhận thông tin của khoảng 60 sinh viên trường học An Giang có nhu cầu làm giả chứng chỉ rồi gửi thông tin cho Đức nhờ người khác làm giả. Hiện vụ việc đang được đội điều tra tổng hợp công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra mở rộng.